Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Lê Phúc. Thì hôm nay xin mời mọi người cùng vào bếp làm với mình một món, đó chính là món bánh thuận hấp lá dứa. Thông thường thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái bánh thuận rất là trắng ngon, thì hôm nay mình sẽ thay thế một chút bằng màu lá dứa để cho bánh có màu xanh đẹp nha. Bánh này làm cũng không quá khó các bạn. Và khi làm xong thì cái phần bánh ở trên dẻo dẻo, bên dưới thì khô khô, đúng vị đặc trưng của bánh thuận luôn. Và cái món bánh thuận này rất là hay có trong những dịp đám cưới đám hỏi ở miền Tây quê mình. Nếu các bạn chưa làm thì hãy cùng vào bếp làm thử với mình luôn nha. Và để làm cái món bánh thuận hấp lá dứa, ở đây mình có sử dụng là 300 g bột tàn mì. Bột tàn mì thì các bạn có thể lên Lazada hoặc là Shopee mình tìm mua nha. Mình chỉ cần sử dụng 300 g thôi. 250 g đường, một ít nước cốt lá dứa để một lát nữa mình nhồi bột các bạn. Mình nhồi tới đâu thì mình cho tới đó, các bạn không cần phải lường nước nha. Hai quả trứng vịt, với món bánh này mình sẽ không cần làm quá nhiều trứng. Một quả chanh, hai ống đường thơm. Và các bạn cắt thành 5 cái miếng vải nhỏ và 5 cái chén. Một lát nữa thì mình sẽ lót vào trong cái chén này để hấp nha. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi hết video xem mình làm cái món bánh thuận hấp này như thế nào nhé. Bắt đầu làm thì các bạn chuẩn bị một cái thau lớn, sau đó mình cho hết 300 g bột tàn mì vào trong thau. Mình sẽ đi nhồi cái phần bột này trước nha các bạn. Bột tàn mì đã cho vào xong rồi thì từ từ mình cho cái phần nước cốt lá dứa vào. Nếu các bạn không thích làm màu thì mình có thể nhồi bằng nước lạnh nha. Trước khi nhồi bột thì các bạn nên vệ sinh tay sạch. Bây giờ thì mình bắt đầu nhồi. Các bạn nhồi lại cho thành một cái khối dẻo như là mình nhồi bột nếp vậy đó các bạn. Chỉ cần dẻo dẻo như vậy thôi là được. Đừng làm nhão quá nha. Làm nhão quá thì cái phần bánh của mình sẽ không ngon. Các bạn không thích màu lá dứa thì mình có thể thay thế màu lá cẩm hoặc để làm màu trắng tự nhiên của bột luôn. Bột thì mình cũng đã nhồi lại cho thành khối rồi nè các bạn. Cái lượng bột của mình không khô và cũng không nhão nha. Rất là ráo luôn đó. Thì tiếp tục mình nhồi thêm tầm khoảng 10 phút nữa để cho cái phần bột của mình nó được dày hơn. Bột thì mình cũng đã nhồi đủ 10 phút rồi thì các bạn để qua một bên, mình làm tới cái phần tiếp theo nha. Tiếp theo để làm thì mình sẽ múc đường cho vào trong cái máy xay sinh tố, mình xay cho cái phần đường này nó nhuyễn ra nha các bạn. Nếu các bạn mua được đường nhuyễn á, thì mình bỏ qua cái bước này nha. Mình xay như thế này để cho cái phần đường của mình á, nó nhuyễn mịn thì mình làm nó mới mau được. Đường thì mình cũng đã xay cho nó nhuyễn rồi nè các bạn, mình để qua một bên, tiếp tục mình sẽ đi đánh trứng. Bây giờ thì mình đập hết hai quả trứng vịt mình cho vào trong thau. Hai quả trứng vịt thì mình cũng đã cho vào trong thau xong hết rồi các bạn, thì mình sẽ dùng máy đánh tan cái phần trứng vịt này ra rồi mình mới cho cái phần đường vào sau nha. Phần trứng sau khi các bạn đã đánh xong thì từ từ mình cho cái phần đường lúc nãy mình đã xay vào nha. Đường mình xay nhuyễn như vậy thì mình đánh nó rất là mau tan các bạn, không mất quá nhiều thời gian. Sau khi mà mình đã cho đường vào xong rồi thì các bạn dùng máy đánh trứng nè, mình trộn đều lại để cho cái phần đường này nó hòa lại với trứng và khi các bạn mở máy lên thì nó sẽ không có bị bắn ra ngoài nha. Khi đã trộn lại rồi thì các bạn từ từ mình đánh cho cái phần trứng này nó bông lên, nó chuyển sang cái màu trắng ngà là trứng của mình sẽ đạt. Trứng và đường thì mình cũng đã đánh cho nó bông lên, chuyển sang cái màu trắng ngà như vậy nè các bạn. Mình phải đánh cho nó bông như thế này để khi mà mình hấp lên á, cái phần bánh của mình nó sẽ không có bị tanh cái mùi trứng nha. Xong rồi thì từ từ các bạn mở máy lên và mình cho cái phần bột và lá dứa lúc nãy mình đã nhồi vào nha. Các bạn cứ cho từ từ vào, đánh cho cái phần bột này nó tan hết là được. Một lần mình chỉ cần cho một ít thôi, không cần cho quá nhiều. Các bạn lưu ý khi mà mình làm đó, mình phải nhồi cho cái phần bột này nó hơi khô một chút xíu. Các bạn đừng có nhồi mềm quá nha. Khi mà cái phần bánh của mình làm xong đó các bạn thì nó sẽ bị mềm và hơi nhão, ăn nó sẽ không có được ngon. Bột thì mình cũng đã cho vào trong thau sắp hết rồi. Khi mà đã cho hết bột vào trong thau thì các bạn đánh từ từ tiếp tục 20 phút nha. Mình đánh để cho cái phần bột này dậy, mình hấp bánh lên nó sẽ ngon hơn. Thau bột và trứng mình đã đánh được 15 phút thì các bạn cho từ từ hai ống đường thơm lúc nãy mình đã chuẩn bị. Các bạn có thể cho đường thơm hoặc là mình để vani cũng được để bánh của mình thơm ngon hơn thôi. Còn các bạn không có thì mình có thể bỏ qua nha. Cho đường thơm vào xong thì tiếp tục mình sẽ đánh thêm tầm khoảng là 5 phút nữa để cho cái phần đường thơm này nó tan ra hết. Thau bột và trứng thì mình cũng đã đánh đủ 20 phút rồi các bạn, thì từ từ mình lấy cái phần que đánh ra. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình là một cái chén nước và một cái muỗng, mình bắt đầu thử bột nha. Để thử bột thì các bạn muốn mình thả vào trong chén, cái phần bột nó không tan, mình nó nổi lên như thế này là đã đạt rồi. Và chuẩn bị luôn một cái nồi nước sôi để mình đem đi hấp bánh nhé. Bột thì mình cũng đã đánh xong và những cái miếng vải mình chuẩn bị nè các bạn. Trước khi làm thì các bạn cần nhúng nước cho nó ướt cái miếng vải này nha, rồi mình để vào trong chén nè. Một lát nữa thì mình sẽ cho bột vào để hấp.
Và cái quả chanh lúc nãy mình đã chuẩn bị thì mình cũng đã vắt nước ra sẵn rồi các bạn. Từ từ mình cho bột vào nha. Một lần hấp thì mình sẽ hấp 5 chén. Để cho bột vào trong chén dễ hơn thì các bạn để trong một cái ca nè, sau đó mình rót từ từ vào. Rót lên tới mặt chén luôn nha các bạn. Bột đã cho vào trong chén xong hết thì các bạn sử dụng một cái muỗng nè, mình nhúng vào trong cái chén nước chanh. Sau đó thì mình sẽ cắt cánh cho bánh nha. Mỗi cái bánh thì mình chỉ cần cắt 3 cánh là được. Mỗi cánh thì các bạn cần nhúng một lần nước chanh như vậy. Để cho cái phần cánh của mình được nở đẹp hơn. Nồi nước mình chuẩn bị cũng đã sôi luôn rồi các bạn, thì bây giờ mình cho cái phần bánh vào mình hấp luôn nha. Các bạn để xa xa một chút, mình không nên để quá gần vì bánh còn nở ra nữa. Với cái món bánh thuẫn này các bạn cần hấp với lửa lớn nha. Bây giờ mình đậy nắp lại. Bánh mình cũng đã hấp được 5 phút rồi này các bạn, và cái phần bánh nó cũng đã nở rồi. Mình dỡ nắp, mình xả hơi nha, sau đó mình đậy nắp lại. Bánh mình hấp thêm được 10 phút rồi này các bạn thì mình xả nước lần 2 nha. Xả thêm một lần nữa là bánh của mình sẽ chín. Bánh thì mình cũng đã hấp đủ 15 phút rồi này các bạn, và cái phần bánh của mình nó cũng đã chín rồi. Mình chuẩn bị lấy bánh ra nha. Bánh dở ra nó có cái màu xanh rất là đẹp này các bạn. Bánh thuẫn thì mình cũng đã hấp xong hết rồi các bạn, thì một mẻ như vậy mình làm được 8 cái. 5 cái đầu tiên mình hấp thì mình cũng đã lấy ra khỏi chén rồi, còn 3 cái này là mình vừa hấp mẻ sau nè các bạn, mình chuẩn bị lấy ra nha. Có cái miếng vải này thì mình lấy nó rất là dễ. Các bạn chỉ cần nhấc lên như thế này là được rồi. Sau đó thì mình bắt đầu mình lột ra. Phần màu lá dứa khi mà mình hấp lên đó các bạn, nó vẫn không có bị tái, vẫn không đổi màu, màu bánh của mình vẫn còn rất là đẹp nè. Bánh sau khi đã lấy ra xong thì các bạn dùng cái miếng giấy lịch mình xếp thành hình một cái thúng như vậy, rồi từ từ mình để bánh lên. Cái thúng này mình xếp nó hơi nhỏ đó các bạn. Như vậy là mình đã có được một cái chân đế cho bánh rồi nè. Rồi mình để xuống. Ở đây cái phần giấy lịch của mình nó hơi nhỏ, các bạn có giấy to hơn thì mình xếp cái thúng to hơn nha, để cho vừa với cái bánh, còn mình không có thì mình chỉ xếp được như vậy thôi. Đã cho vào trong thúng hết rồi thì mình cắm vào mỗi cái bánh là một cái miếng bông giấy nhỏ nha các bạn. Như vậy sẽ làm cho cái phần bánh của mình đẹp hơn. Bánh thuẫn thì mình cũng đã hoàn thành xong hết rồi nè các bạn. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng ăn với mình nha. Bánh mình làm có cái màu xanh lá dứa rất là đẹp đó. Ở bên trong điện thoại thì cái màu nó không được đẹp lắm, nhưng mà ở ngoài thì nhìn cái màu đậm đà rất là đẹp nha các bạn. Đây là cái phần bánh bên trong của mình nè. Bánh có cái độ đàn hồi rất là tốt luôn đó. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng ăn với mình nha. Bánh thuẫn khi mà mình ăn vào đó các bạn, thì cái phần cánh ở trên này nó dẻo dẻo, còn ở bên dưới thì nó hơi khô một chút xíu. Đặc tính của bánh thuẫn là như vậy nha các bạn. Và khi mình ăn vào đó thì không hề bị tanh mùi trứng chút nào luôn, mà lại thơm thơm nhẹ cái mùi của lá dứa nữa. Nếu các bạn chưa làm thử cái món bánh này, hoặc là mình làm chưa thành công, thì các bạn hãy thử theo công thức của mình nha. Cách làm không quá khó đâu các bạn, vì thường thường cái món bánh này nó hơi khó làm một chút xíu, hoặc là khi các bạn làm đó, mình hấp những cái cánh này nó không có được nở ra và cái bánh nó sẽ bị chai. Còn với công thức của mình thì các bạn làm có thể thành công ngay từ lần đầu luôn đó. Còn cái phần bột tàn mì các bạn có thể lên trên mạng để tìm mua, ở trên trang Shopee hoặc là Lazada đều có nha. Bây giờ thì mình cũng kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và chúc các bạn thành công với cái món bánh thuẫn hấp của mình.